Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, song Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác an sinh xã hội. Để hiểu rõ hơn về các nội dung này và một số mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong năm 2023, cũng như các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đó, trong ngày đầu năm mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa Chủ tịch, năm 2022 có thể nói là một năm đáng nhớ đối với tỉnh Hưng Yên bởi những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và cải cách hành chính của Hưng Yên rất đáng trân trọng và tự hào. Vậy xin Chủ tịch có thể chia sẻ niềm vui này đối với khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ạ. Đối với năm 2022 thì có thể nói là một năm cũng rất nhiều các khó khăn. Tuy nhiên, với vào sự tích cực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, kinh tế của tỉnh Hưng Yên năm 2022 đạt được kết quả đáng mừng. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội đạt được 13,4%. Đây là một số liệu có thể nhất từ kể từ khi 15 năm trở lại đây, cũng là số liệu cướp đầu toàn quốc. Năm 2022, thu ngân sách của tỉnh đạt khoảng 51.222 tỷ, trừ thuế hải quan ra, thuế nội địa còn trên 46.000 tỷ, đứng thứ 5 toàn quốc và đứng thứ 1 đồng bằng bắc bộ. Về thu nhập bình quân đầu người được 102 triệu trên một đầu người. Số liệu này thì so với toàn quốc cũng cao hơn rất nhiều. Với toàn quốc thì bình quân khoảng 95 triệu. Về tỷ lệ hộ nghèo cũng vậy, Hưng Yên so với toàn quốc cũng đã đạt mức rất thấp, là năm 2022 nó khoảng 1,94%. Vâng, và để đạt được những kết quả trong năm 2022 vừa rồi, vậy theo đồng chí, đâu là những nguyên nhân then chốt ạ? Năm 2022 thì với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, rồi của toàn thể nhân dân ủng hộ đồng lòng để phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề đầu tiên đó là để được kết quả này, đó là tập trung thu hút đầu tư. Năm 2022 thì kết quả thu hút đầu tư cũng đáng kể so với những năm trước đây thì một trong những năm là thu hút được nhiều nhất. Và vấn đề thứ hai đó là vấn đề về đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trung hạn. Do vậy năm 2022 so với thủ tướng giao thì Hưng Yên đã đạt khoảng 260%, và so với hội đồng nhân giao thì đạt gần 100% kế hoạch. Một mức độ khi mà giải ngân vốn đầu tư công trung hạn là giải ngân tốt thì đó một điều rất khích lệ, một cái cú hích để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, có sự quan hệ logic giữa các ngành với nhau, từ sản xuất rồi dịch vụ rồi các ngành với nhau thì tạo ra một sự đồng bộ để phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ ba đó là đẩy nhanh các dự án đô thị. Trước đây thì các dự án đô thị thì mới ở mức chủ trương, riêng năm 2022 thì đã đẩy nhanh các dự án này và tính tiền giao đất, thu tiền sử dụng đất để cho các doanh nghiệp phát triển đô thị. Ví dụ như Vinhomes, một cái thành phố có thể nói là tốt đầu miền Bắc, đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư đó là công tác giải phóng mặt bằng. Đây là một cái nguyên nhân rất quan trọng, một cái nút thắt để phát triển kinh tế xã hội. Kể từ khi tái lập tỉnh cho đến năm 2020 thì toàn tỉnh mới chuyển một đất và giải phóng mặt bằng được khoảng 1.300 hectare. Riêng năm 2022 đã giải phóng được khoảng trên 900 hectare. Đây là một cái điều kiện rất quan trọng cho việc thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội cho cả năm 2022 và các năm tiếp theo. Vì lý do thứ nhất đó là khi mà chúng ta giải phóng mặt bằng thì có mặt bằng sẵn, các nhà đầu tư để thực hiện xây dựng các hạ tầng, các khu công nghiệp thì có điều kiện để xúc tiến đầu tư, và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên thế giới về Hưng Yên đầu tư được thuận lợi nhất. Năm 2023 thì vẫn được dự báo là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, lại là năm bản lề để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Vậy theo đồng chí có thể cho biết là những mục tiêu chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong năm 2023 là gì ạ? Vào năm 2023 thì đẩy nhanh thực hiện tiến độ thi công của các cái công trình giao thông trọng điểm, rồi các cái đầu tư trung hạn của cả nhiệm kỳ. Do vậy xác định là năm 2023 là rất quan trọng cho mấy cả nhiệm kỳ. Và năm 2023 thì cũng đã được chính phủ giao cho Hưng Yên là thứ nhất là tốc độ tăng trưởng khoảng 9%, thứ hai về thu ngân sách khoảng
23.000 tỷ và thu nhập bình quân đầu người khoảng 112 triệu, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,6%. Vậy để đạt được những mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội của năm 2023, những giải pháp chủ yếu là gì ạ? Việc đầu tiên đó là đẩy nhanh quy hoạch tỉnh, đề nghị Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở này thì có cái tiền đề và có điều kiện, và hai là cái căn cứ pháp lý để thực hiện các tiếp theo. Năm 2022 thì đã chuẩn bị toàn bộ những vấn đề cơ bản của kế hoạch, đã có một cái quy hoạch đẹp. Thì trên cơ sở đó, các năm tiếp theo trong vòng 10 năm thì chúng ta thực hiện cái kế hoạch. Tuy nhiên do vậy chúng ta cần phải đẩy nhanh. Thứ nhất đó là đề nghị Thủ tướng là phê duyệt sớm quy hoạch của tỉnh Hưng Yên. Vấn đề thứ hai đó là tiếp tục đẩy nhanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25. Đây là một cái cú hích giống như một con đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Khi mà giải ngân được nhanh thì đi đôi việc đó thì tất cả các cái nhiệm vụ khác cũng đã hoàn thành. Vấn đề thứ ba đó là cải cách hành chính. Hiện nay thì cái công tác cải cách hành chính thì luôn luôn hàng năm vẫn được nêu những vấn đề cải cách như thế nào để làm sao để phát triển và vẫn đúng theo quy định của pháp luật, là nâng cao cái chỉ số cạnh tranh. Các cấp các ngành phải vào cuộc tích cực để làm sao giảm bớt các tất cả các thời gian để thực hiện thủ tục hành chính. Đáng 10 ngày chỉ cần làm 3 ngày, không được sinh ra các cái giấy phép con để gây khó khăn cho bà con. Các cái tổ chức và cá nhân đến làm việc, các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, các cấp phải nêu cao vai trò, cả trách nhiệm cá nhân của mình với vai trò đứng đầu của mình để làm gương mẫu, rồi quán triệt, rồi chỉ đạo để các cán bộ cấp dưới thực hiện đúng theo đường lối chủ trương của nhà nước và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của cấp trên và nâng cao vai trò cá nhân để cùng với lại tập thể để xây dựng hoàn thành các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Có như vậy thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vấn đề thứ tư đó là tiếp tục, đó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Chúng ta đây là một xác định rằng giải phóng mặt bằng là nút thắt cho mọi nút thắt để phát triển kinh tế xã hội. Nếu công tác giải phóng mặt bằng mà ta không thực hiện được thì tất cả các chương trình, các dự án, các đề án thì vẫn là con số 0, vẫn là trên giấy, bởi vì đều liên quan đến đất đai. Do vậy ta phải vận động quần chúng nhân dân thực hiện theo đúng cái đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng nhà nước. Điều đó để tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân thì ta phải thực hiện các cái dự án đó. Đi đối với việc phát triển kinh tế xã hội thì vấn đề rất quan trọng đó là công tác an sinh xã hội. Với năm 2023 thì tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ bảo hiểm y tế cho những người lao động có thu nhập trung bình, làm ngư nghiệp và nông nghiệp, những người dân có thu nhập mà trung bình được bảo hiểm, được thực hiện chế độ bảo hiểm y tế để khi mà người dân đi khám chữa bệnh thì không phải mất tiền. Những hộ nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo thì tỉnh sẽ nuôi trọn đời, tức là chuyển sang bảo trợ xã hội. Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là nhà người nghèo. Thì hiện nay thì Ủy ban tỉnh của chúng tôi đang xây dựng một cái kế hoạch và báo cáo năm 2023 sẽ xóa sạch các cái nhà cho người nghèo và những người chất độc da cam khó khăn về nhà. Trong không khí chào đón xuân mới Quý Mão 2023, vậy đồng chí chủ tịch có kỳ vọng mong muốn gì trong năm mới ạ? Thì rất mong muốn là năm 2023 cả hệ thống chính trị ta vào cực tích cực hơn nữa và sự đồng thuận của nhân dân hơn nữa để ta hoàn thành các cái nhiệm vụ mà kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Và chúc cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang năm mới có sức khỏe mới, bình an, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc đồng chí cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn ạ.